Từ xưa nghề gốm Bầu Trúc do vợ chồng ông Tổ Pô Long Chanh truyền dạy nghề làm gốm cho dân làng Bầu Trúc. Nó đặc biệt và khác hẳn so với các làng nghề gốm, đó là người thợ làm hoàn toàn thủ công và nung lộ thiên. Nguyên đất sét Bầu Trúc nằm ở vùng sông Quao, cách làng Bầu Trúc khoảng 5 cây số. Sau khi họ lấy xong đất sét, họ phá bằng lại cái mặt bằng của đám ruộng đó, họ vẫn gieo lúa bình thường. 2-3 năm sau vùng đất sét đó và họ lấy lại cái vùng đó vẫn còn đất sét. Do đó ở người Bầu Trúc có câu nói rằng là đất sinh ra đất. Thời gốm người ta ước lượng một ngày đó làm bao nhiêu cái sản phẩm rồi lấy đất sét ra đập thành viên nhỏ, ngâm một đêm, sáng mai người ta vớt lên, người ta trộn với cát là phải cát xong ở tại Ninh Thuận thì nó mới có sự kết dính là tạo nên sản phẩm không bị lỗi, không bị hỏng. Đó là mẹ làm, mẹ dạy, mẹ nói là đập chừng nào cho nó ăn ý với lại đất với cát nó vừa nhau á thì mình làm. Nếu đập mà cát thì nhiều hơn đất á là nó sẽ nứt hàng, nung mà sẽ nứt. Cái cục sạn này làm vu nó lộn trong đó nó phải nổ hàng. Cái đó là mình làm cái cục đó là mình thành quả bí, rồi mình bắt lên cái bằng ke mình nặng mình đi xây xung quanh nó. Ví dụ mình làm cái lu bình lớn thì mình làm quả bí á nó to, còn mình làm mấy cái nhỏ thì mình làm quả bí tròn tròn nhỏ hơn. Một khúc thơ mình làm cho nó dò thành một cái cục á nhỏ nhỏ, mình làm chồng chồng lên cho nó cao. Đó cũng do tay mình, hai tay thì kẹp cho nó sát nhau để cho nó mảnh thịt mảnh nó mới chồng lên cao được, còn một bên thì tay mạnh bên tay yếu nó sẽ không có đều, nó bên phình ra một bên thủng ru do bàn tay của mình hết á. Cái nhờ đầu tiên thì làm cái đó là làm bánh căn á, lúc đó nhà bà nội thì làm bánh căn bỏ phân rang á, cái đó là ráng làm sao cho nó được, bà dặn đi làm lúc nhất thì làm không được, cứ bà cứ đánh cái hai bàn tay mình, tay thì ăn được, lấy cái gì ăn cũng được mà làm thì làm không được, cứ vậy á, cái bà đánh lần sau lần đó là bỏ, lần sau làm lại, làm chừng nào nó thành bà khỏi đánh rồi. Kỹ thuật nung gốm lộ thiên của làng Bầu Trúc, cái thời gian nung từ 4 tiếng đến 6 tiếng thì nó mới chín đều. Để muốn biết cái gốm chín hay chưa đó thì người thợ gốm người ta nhìn vào bên trong nó có màu đỏ tươi thì lúc đó người ta xác định là gốm đã chín rồi. Nguyên liệu để mà tạo cái màu cho gốm có thể là nước vỏ điều và những cái vỏ cây để ngâm để tạo ra cái màu xám tro hoặc là màu đen cho gốm. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, bao thăng trầm gian khổ sống, dân làng Trúc giữ được nghề gốm truyền thống mà vợ chồng ông Tổ Pô Long Chanh đã truyền dạy cho đến ngày nay.